nó còn nhớ chiến mà quốc 4 quốc 5 là con lu nha. Cho nên là ngài chỉ nói có ba, và đó là ba cái thành tựu được, được về chánh tính, được về giới và được về trí. Chỉ cần có ba cái này thì có vô lượng cái phước lành khác, điều này không có sai nha. Chỉ cần có ba cái này, bởi vì chỉ cần có chánh tính tức là cái niềm tin, mà có trí tuệ làm nền tảng, thứ hai là có giới, bởi vì trong kinh nói giới di chuyển cho cái người giải thoát. Giới chính là đôi chân, giới tức là xe thuyền, giới chính là phương hành nha. Chính vì có giới đó mình mới gọi là lìa bỏ được bốn cái ác xứ, bốn cái đọa xứ nha, nhờ giới. Bởi vì sao? Là vì không có giới thì cái sở hành của chúng ta đang như là cái loài cầm thú vậy đó nha. Nhớ cái này nha, không có giới nghĩa là không có tránh, không có biết tránh cái điều quấy đó, thì chúng ta y chang như loài cầm thú nha. Mà hãy giống như loài cầm thú thì chết rồi phải trở về với cái loài sa đọa chứ không phải cầm thú. Mà nói chung cầm thú chỉ là một trong bốn thôi nha. Tôi nhắc lại lần nữa tại sao giới quan trọng, là bởi vì giới nó giúp cho mình không có những cái kiểu sinh hoạt thấp kém. Làm ơn ghi dùm cái câu này, tôi ghi cho các anh: giới hạnh giúp bỏ đi những cái kiểu sinh hoạt thấp kém của cái loài thấp kém. Phải hiểu như vậy nè, chứ còn tự nhiên cái ngũ giới bất trì nhân thiên lộ triệt, năm giới không giữ đường về trời người bị đóng, thì cái đó nói thì nghe gượng chứ mình không có hiểu tại sao. Đằng này mình phải nói rõ, nhờ có giới thì ta không có cái kiểu mà sinh hoạt thấp kém của cái loài thấp kém. Tối nay về suy nghĩ coi cái định nghĩa này của ổng có xài được không. Tại sao giới nó quan trọng? Là bởi vì chuyện đầu tiên tôi không biết anh có bố thí hay không, anh có thiền định, anh có trí tuệ không, tôi không có biết. Tôi chỉ biết rằng anh nói, anh làm, anh suy nghĩ không theo cái kiểu rẻ tiền là coi như anh đã không có cái cửa được con đường quay lui với cái đám thấp kém rồi. Còn đằng này cào lao của anh á, anh xin lỗi anh nha, anh mà không có giới, anh không có biết kiên tránh những cái thấp, con heo, con chó, con dê, con bò không có khác. Bởi vì sao? Là vì con dê, con chó, bò nó chỉ có bốn cái thôi: cái ăn, cái uống là một, được cái trong mái tìm này, rồi cái gì nữa, khả năng phản vệ là ba. Phản vệ tức là phản ứng và tự vệ, có nghĩa là nếu mà nó là loài hung dữ á, thì khi nó bị tấn công thì nó sẽ khè, nó sực lại. Còn nếu nó là hèn nhát, nó là yếu thì nó bỏ, nó chạy. Như vậy thì mình thấy ba cái khả năng này sao ta, nó nói ra các vị buồn, các vị nói tôi bị, chứ mà đó là sự thật. Con người nếu không có giới hạnh, con người có trí tuệ nha, thì nó y chang vì ba cái khả năng đó thú giống nhau. Tôi nhắc lại, một là đói ăn khát uống, thứ hai là đực cái trong máy tìm nhau, thứ ba là khả năng phản vệ. Đã mà ba cái này thì người và thú đều giống nhau. Bây giờ chúng ta, tôi nói quệt tẹt luôn, bây giờ các vị nói với kỹ sư có bằng bác sĩ, các vị có học vị, các vị học thức, các vị có chỗ đứng trong xã hội đúng không? Nhưng mà tôi nói thẳng ra nha, nếu một bác sĩ mà chỉ biết cơm gạo áo tiền, bác sĩ mà chỉ biết cắm cái đầu mà lo của mình, nó y chang chim thôi quý vị à. Y như con chim ăn rồi thì ba đi kiếm mồi về, chứ có cái gì đâu. Mà có điều cái ông này ổng không có bay, mà ổng lại lái xe. Con chim nó dùng cái mỏ nó tha con sâu, còn ông này ổng lấy cái bằng cấp, ổng tha mấy cái tờ đô la về, ổng lo cho cái ổ của ổng nhà. Yeah, mà mình tự gạt mình. Mình nói mình là bác sĩ, mình là luật sư, chứ tỏi mình là đi kiếm ăn, chỉ là kiếm ăn thôi. Rồi cũng chỉ biết vợ với mấy đứa con, rồi có cái mái nhà, xe, rồi tự hạt. Mà đâu có ngờ bây giờ nó bị stroke, nó bị mà lạp cái miệng, nước miếng chảy ròng ròng, thì cái thứ bác sĩ, kỹ sư lúc đó còn giá trị nữa không? Không. Đời sống tinh thần mà nó nghèo nàn rồi đó, thì tới lúc mà quả nó tới đó thôi nha. Là ơn nhớ dùng cái này. Thì ở đây ngành ba cái thành tựu, ba cái được, cái Sampada đó, ba cái này gọi là ba cái được. Người Minh Châu người dịch là ba cái thành tựu đó. Nhưng mà tôi nói nôm na ví von cho bà con dễ nhớ, đó là ba cái được.
Cái đường thứ nhất là chánh tín. Cái niềm tin của mình vào cuộc đời sống, không có niềm tin lấy cái gì mà sống. Phải có niềm tin, mà ở đây mình phải nhấn mạnh là chánh tín, có nghĩa là niềm tin vào cái lẽ thiện ở đời. Tin rằng là làm thiện thì vui, làm ác là bị khổ, đó là cái lẽ thật ở đời. Chúng ta tin rằng mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Cái thấy đó là trí, nhưng mà niềm tin đó chính là chánh tín. Và sẵn ở đây tôi tặng các vị một câu bằng vàng nha: thánh nhân khác phàm nhân chỗ nào, làm ơn ghi giùm tôi cái này, làm ơn ghi giùm cái này. Thánh nhân khác phàm nhân ở chỗ điểm này, họ tin chắc vào điều họ thấy và thấy rõ cái điều họ tin. Còn phàm phu không thấy rõ cái điều mình tin, là cái điều mình thấy. Đó là mà ghi dùm cái này nha. Bên là cái câu này là cứ mỗi một cái bài, mỗi cái buổi giảng tôi hay chốt lại bằng một hai câu để mà quý vị bỏ túi. Nhưng mà nếu biết mà nghe mấy cái này đó mà cứ ngồi ngắp lên ngắp xuống, như là phải nói là cái thứ đó nó chặt đất, cái vị biết không, cái chặt đất không, có nghĩa là đi mua thuốc rầy uống đó. Nói nó nặng nhưng mà nó là sự thật nha. Như khi cái câu này, cái đặc điểm của phàm nhân và thánh nhân nó nằm trong câu này. Thánh nhân là tin chắc cái điều mình thấy và thấy rõ cái điều mình, phàm phu thấy không rõ lắm cái điều mình tin, cho nên không tin lắm cái điều mình thấy. Miệng mình nói vô ngã vô thường, chứ còn mà đụng tới tiền của mình, đụng tới vợ chồng con cái, đụng tới nhà xe của mình là mình nhảy dựng lên tới nóc nha. Điều đó có nghĩa là mình không tin lắm cái điều mình thấy và mình cái điều mình tin nha. Cho nên ở đây mình học ba cái được. Cái được thứ nhất là cái được về chánh tín. Tức là tin bằng cái sự tin vào lẽ thiện ở đời, tin là tin lý nhân quả và tin cái lý tam tướng. Tin lý nhân quả là thiện ác phân minh, tin cái tam tướng là tin rằng phải mắc. Đó là cái niềm tin đó. Thấy cái đó là trí, mà tin vào cái điều đó gọi là chánh tín. Còn giới là tức là cái khả năng kiêng cái điều hại mình hại mình. Còn tuệ là gì? Tuệ là thấy được hai cái điều vừa nói, gọi là tuệ nha. Đó thì ba cái này, có được ba cái này mới đúng là ba cái được. Từ ba cái được này nè, nó mới dẫn đến vô vàn những cái được khác trong đời. Ba cái được này là được mẹ, còn mấy cái được kia là được con nha. Ba cái này là gốc của tất cả những cái được khác nè. Do ba cái được này nè, nó mới các quả nhân thiên dẫn đến quả vị giải thoát. Mà từ ba cái được này mình gọi là ba cái được được mẹ đó, là còn mấy cái được khác là được con thôi à. Nó lúc chút không đáng gì đâu nha. Rồi như vậy là mình làm thêm về kinh nữa.